Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội tuyển Indonesia. Không có nắng nhưng khá oi bức. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của cầu thủ có 3 điểm để có cơ hội vào bán kết. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển U23 Philippines và U23 Indonesia đã bắt đầu. Đội tuyển U23 Philippines với trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải mà nhỏ quý vị và các bạn. Đợt tấn công của Indonesia rất nhanh. Dứt điểm, Witan không được. Một tình huống xâm nhập vào vòng cấm của Witan. Nhưng vẫn chưa có những phương án dứt điểm về phía khung thành của Indonesia. Đây là tình huống dứt điểm đầu tiên. Nhưng bóng đi nhẹ không thể đánh bại được thủ môn Enando Ari. Chúng ta cùng xem lại một tình huống dứt điểm từ xa không thành công của trung vệ, của tiền vệ trung tâm Woods, và chú trọng tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây là Witan, cơ hội dứt điểm không vào. Những phương án tấn công phản công của các cầu thủ U23 Indonesia vẫn chưa thể ghi được bàn thắng. Trước đó là pha di chuyển của Eki và bây giờ là của Witan. Pha xâm nhập vòng cấm rất nhanh của Witan thì Philippines đã tập huấn tại Malaysia. Có kịp không? Đây là Eki. Thôi, Eki không vào. Như vậy đã có bàn thắng rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ U23 Indonesia. Tưởng chừng như Eki đã dứt điểm vào góc xa, nhưng đó là một đường chuyền dành cho Ridwan. Như tôi đã nhắc, những tình huống phản công của các cầu thủ U23 Indonesia là rất sắc sảo. Khi các cầu thủ U23 Philippines dâng cao đội hình thì chắc chắn khoảng trống sẽ là thứ để các cầu thủ U23 Indonesia khai thác. Và đó là điểm mạnh của các cầu thủ U23 Indonesia. Ở trên hàng công họ có Witan, Ridwan và Eki. Có một đường kiến tạo tuyệt vời của Eki Maulana dành cho Ridwan. Tỷ số bây giờ là 1-0. Nhưng họ vẫn chưa tận dụng chiều cao của các trung vệ. Đánh đầu không được. Thêm một tình huống đánh đầu nữa của trung vệ Domingo, U23 Philippines. Pha đánh đầu của Domingo, bóng đã đi vào ma lưới. Đó là pha lấy bóng của Eki Maulana. Bây giờ là đường chuyền Witan. Vẫn là Witan. Không hiểu sao trong pha bóng vừa rồi Witan lại đá nhẹ như vậy. Đối với các cầu thủ U23 Indonesia, lùi thấp ở khu vực sân nhà để tổ chức phòng ngự. Dứt điểm không được. Đó là pha dứt điểm của Dennis Chung. Và cầu thủ số 17 Siarian. Chúng ta cùng xem lại tình huống Philippines với tỷ số là 1-0. Quá hay. Tán bóng. Ridwan dứt điểm không vào. Một pha phạt bóng khá tốt vào phía trong của Santosa. Không chế và sau đó tung ra pha dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đã đi chạy khung thành. Witan. Vẫn là Eki dứt điểm không được. Pha đánh đầu, pha bóng không tốt của trung vệ. Quá hay, Dennis Chung. Pha khống chế vừa rồi. Một pha băng xuống và chiếm khoảng trống khá tốt của Dennis Chung. Nhưng bước một Sirarian. Bóng đi rất khó chịu, đã có bàn thắng thứ hai rồi. Người ghi bàn đó là trung vệ Rahman Hani. Ta phải kể nói một pha đá phạt cực kỳ tốt của Siahiran. Một pha đá phạt mà hàng hậu vệ của Philippines không thể phá bóng và thủ môn bên phía của U23 Philippines cũng không thể bay ra bắt được trái bóng. Một tình huống đánh đầu trượt và đã giúp cho các cầu thủ U23 Indonesia có bàn thắng thứ hai và cách biệt bây giờ là 2 bàn. Những phương án tấn công của các thủ U23 Indonesia Philippines trong trận đấu này. Cơ hội dứt điểm không vào. Bóng đập đúng cột dọc. Không có gì có thể ngon ăn hơn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống đánh gót
đã tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Bedic, nhưng không hiểu sao anh lại có một tình huống dứt điểm tệ đến như vậy. Họ đã không thực hiện được. Dennis Chung chiến thuật không được. Một pha đọc tình huống rất hay của thủ môn Enando Ari. Bây giờ là phản công dành cho UEFA Philippines. Dứt điểm không vào, bóng đi chạy cột dọc. Đó là phạt dứt điểm của Bias. Pha bóng đi vào trong khu vực trung lộ của Bias là rất tốt, nhưng tình huống dứt điểm của anh thì bóng lại đi chạy không thành. Rio Fabi rất khó chịu. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ UEFA Indonesia. Rio Fabi đã đi bóng vượt qua hai cầu thủ của, rất nguy hiểm, bóng vẫn còn. Vừa rồi là pha tạt bóng của Rio Fabi hơn 25m. Bias, đó là đường chuyền vào, dứt điểm không được, quá đáng tiếc. Một tình huống dứt điểm không thành công, đó là của Rontini. Không phải là không có cơ hội ngon ăn cho các cầu thủ UEFA Philippines, nhưng những chân sút của họ thì lại quá vô duyên. 3-3. Đường chuyền quá hay, không biệt vị. Rồi, không vào. Pha bóng trồng biên tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng là thủ môn Camara cũng đã chơi xuất sắc, băng ra khép góc kịp thời. Rất mạnh về thể lực. Đó là Ricky. Vừa rồi là tình huống Ricky đã giành lại bóng. Đây cơ hội Ivan. Đường chuyền Eki. Dứt điểm vào. 3-0. Pha phối hợp trồng biên rất tốt của Ricky. Và sau đó là đường kiến tạo thuận lợi của Ivan để giúp cho Eki băng xuống và tung ra một pha dứt điểm rất nhanh. 3-0 dành cho các cầu thủ UEFA Indonesia. Và bây giờ là càng khó khăn cho các cầu thủ UEFA Philippines. Một pha dứt điểm ở góc hẹp của Eki không cho cơ hội bên phía Indonesia đang pressing tầm cao. Ricky, vẫn là Ricky, cơ hội dứt điểm, không phải, đó là một đường chuyền, không được. Nếu như trong tình huống vừa rồi Ricky cũng có thể đưa ra một pha dứt điểm thì khoảng trống trước mặt của anh là rất lớn. Vừa rồi là tình huống dứt điểm quá hay. Ronaldo, vẫn là Ronaldo, tốc độ của Ronaldo. Như vậy là có một tình huống đá phạt 11m dành cho các cầu thủ UEFA Indonesia. Ronaldo, Jorginho đã có pha bứt tốc tuyệt vời và bắt buộc hàng phòng ngự của UEFA Philippines phải phạm lỗi đối với anh. Đó là pha phạm lỗi của trung vệ Linares. Rõ ràng phạt là xứng đáng. Đúng là sự can lướt của cầu thủ trẻ bên phía UEFA Indonesia đã gây khó khăn cho trung vệ Linares. Ferdinand, 4-0. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết đối với UEFA Philippines. Chính giữa, bóng đi rất căng, không cho cơ hội thủ môn Camara bên phía UEFA Philippines cản phá. Trước đó phải kể công lớn đối với cầu thủ trẻ Ronaldo Jorginho.